Đấy, bác nhìn thấy khủng chưa? Một con Omni mà còn tất cả từng tem mác luôn này. Bác nhìn từng mã số nhá, từng mã số trên hộp hộp đồ này, 048 048 này, 048 hết, 048 và tất cả từng tem series nhá, từng tem không không còn nguyên luôn, từng cái tem luôn, cái tem từng cái series luôn. Đây 048 hết, dán dán cả vào tụ luôn. Đây 048 dán hết, bác nhìn tất cả tem mới luôn ạ. Samba. Bác nhìn chưa? Đây đi. Ui dồi, con này thì bao. Con này thì mới mới không còn cách nào để diễn tả. Đẹp xuất sắc cho các bác. Con này xứng đáng chơi vào sưu tầm. Chơi vào sưu tầm bởi vì nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp cho các bác. Đẹp hết nước chấm luôn. Tuấn quay thật chậm cho bác nhìn này. Đấy. Bác nhìn cái con bánh đà này, vòng quay của radio này. Con vàng đẹp nay cơ mà. Đẹp chi tiết luôn. Xuất sắc quá nha. Riêng con này xuất sắc luôn ạ. À đây, đây là con Samba. Cái mặt này, mặt trước là mình lau đi, chưa lau nữa nhé. Lau đi nó bóng, sáng bóng luôn. Con Samba này. À đây là chỉnh ba lăng cân loa này, tắt chét các thứ này. Hai nút điện tử này. Kim. Đây là giải chỉnh radio này. Chỉnh các cầu chế độ. Con này để cho bác mức giá 6 triệu 900 nghìn. Model Samba Ultra Hi-Fi 9120. Cái size ngang này của nó này 60. Size ngang. Con Omni này có chiều ngang đến 60 cm, à 60 phân. Đấy. Chiều ngang 60 này. 60. Thấy chưa? Sườn của nó đây còn nguyên 7 màu. Tất cả này, kể cả biên thế chưa một lần đụng chạm gì cả. Bác máy nhìn này. Nhìn đẹp chưa? Đẹp từ con chân ốc, đẹp từ những vết mối hàn của nhà máy ra luôn. Đây, có thấy chưa? Chắc không cứu đâu ra đâu. Vỏ hồi gỗ còn nằm phía dưới. Để em quay quay cái lưng nó ra đây cho các bác nhìn luôn này. Các bác nhìn cho nó dễ bởi ánh sáng mà. Con này chạy 4 con sò sắt RCA. 4 con sò sắt RCA. RCA SK3036. Tất cả đều SK3036 nha các bác nhé. Đây này. 4 con sò sắt SK3036. Tất cả tản nhiệt của nó nằm hết cả một bồi bìa phía sau luôn này. Nó thật cái bìa này thành khung luôn, khung phía sau tản nhiệt luôn. Tản nhiệt luôn. Đấy, SK3036. À, mức giá 6 triệu 9, bác nào nhu cầu liên hệ với em. Chào các bác. Vâng, em Tuấn thì cũng giao đến cho các bác rất nhiều cái mã máy tính HP, hàng HP, hàng tất cả trong một cái màn hình này. Có nghĩa là đây là một chiếc máy tính ngày xưa nó có một cái cây bên cạnh nhưng mà đồng bộ tất cho cái màn hình này. Thì ngày hôm nay em Tuấn sẽ khui ra và hướng dẫn các bác cách, một số cách để các bác sau này các bác biết được cái bệnh. Ví dụ như bệnh không không phải như con máy tính này mà bệnh máy cây hoặc là bệnh laptop các bạn có thể khắc phục được. Thỉnh thoảng em lại hướng dẫn cho các bác một số bộ máy này có mức giá là 5 triệu 9 như em Tuấn đã nói nhé, 5 triệu 900 nghìn, 5 triệu 900 nghìn. Thì bây giờ em đã một con này em đã tháo rời khỏi đây rồi. Đây, đây là cái giá để đỡ đỡ cá vào đây nhá. Đây cái giá đỡ giá chân này. Thì sau đây mà Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cái cách khắc phục một số bệnh. Thì bây giờ trước khi khắc phục số bệnh thì em sẽ nói qua là về cái con máy tính HP này. Con này có cấu hình RAM 8 GB, ổ cứng 256 GB, màn hình 21,5 inch, nó to bằng cái màn hình tivi ngày xưa của mình rồi bác ạ nhá. Màn này thì báo cáo bác là chống chói lóa rất là tốt, làm văn phòng. Con này cấu hình 8 GB mà chip Core i5 đầu 6. Chip Core i5 đầu 6 thì báo cáo bác là cũng khá là cao, các bác làm văn phòng rồi là các cháu học hành rồi là làm AutoCAD cũng có thể làm được.
Thì từ hôm ấy chắc bán cho các bác cả gần 2 tuần nay rồi. Đấy, mà vẫn chưa mở cho bác xem, thì sau này em Tuấn sẽ mở nhá. Đây, em sẽ quay dịch dịch cái này để cho cái ánh sáng nó đỡ đỡ bị ngược chiều cái máy đi, máy 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 điện thoại đấy, để cho bác xem cái chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Ok chưa? Đấy, để nó xuôi xuôi một chút. Đây ạ. Thì trước khi vào em Tuấn sẽ thôi, em cho vào cái giá này, bắt đầu em chút nhé, em cho vào cái giá. Đấy, em Tuấn sẽ để một cái giá vào đây, sau đây em Tuấn sẽ hướng dẫn các bác. Con máy này có mức giá là 5 triệu 9, chạy bản Win 10 Pro. Thì trước khi các bác muốn mở con này tay ra thì bác nhìn thấy ở dưới đuôi này này, có hai cái cá, bác nhìn thấy chưa? Có hai cái cá đây, bác nhìn nhé, hai cái cá này. Đấy, hai cá này, bác bóp vào đây cho em này. Bác bóp vào nhé, bác nhìn nó có mũi tên chỉ này. Bác bóp mũi tên này. Đấy, đẩy vào nhé, pạch cái này, nó đỡ ấn này. Và bác chỉ cần kéo nhẹ đây. Đấy, bác kéo nhẹ cái bàn cá nó sẽ ra hết. Đấy. Thì là nó đã ra cái tấm. Bây giờ em cho nó xa xa chút, bác nhìn nó đã ra cái tấm này đúng không? Ra tấm đấy, bác nhìn thấy chưa, nó ra toàn bộ cái phần lõi của con máy. Thì bây giờ là đối với các loại bệnh thì em báo cáo bác là có cái loại bệnh nó hay thường gặp nhất là thỉnh thoảng các bác vô tình về máy tính cây hoặc máy tính laptop hoặc máy bàn. Có những bác là khởi động lên mà bác ấn nút nguồn, bác chỉ thấy nó nhấp nháy chớp chớp thôi, mặc dù không vào được. Thì nó có những cái bệnh như là cái thứ nhất là cái chân gian nó tiếp xúc kém nhá, chân gian đa số là chân gian tiếp xúc kém thì nó sẽ không được khởi động được, hoặc là bác nào nghe thấy cái tiếng nó kêu tít 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 ấy, tít nhiều ấy, là chân gian tiếp xúc kém. Thì với con này thì các bác chỉ cần mở này, đây này, dòng này nhá, bác có thể mở hoặc các bác kiểm tra cấu hình lên, bác nhìn này, bác nhìn chưa, nó có lẫy gạt đây, bác nhìn mũi tên nó chỉ này, bác gạt tay ra này, đấy gạt tay này, kéo lên đấy, gạt tay kéo nhá, đấy gạt là kéo lên rồi. Đây để em phải hai tay. Với em là phải hai tay bởi vì là cái đồ kỹ thuật này mình không thể cầm máy thế được. Đấy. Anh nhìn nhé, đây nhé, gạt là này. Kéo lên, đấy. Vậy là nó đã ra cái nắp này. Nó ra cái nắp này rồi. Thì sau đây em Tuấn sẽ vào em cho các bác nhìn. Em cho các bác nhìn. Và cũng sẽ nói luôn. Sẽ nói luôn là hôm trước là đây về phần chip của nó, đây là bộ bộ chip này, bác nhìn chưa, đối với những chiếc máy ngày xưa bác, bây giờ bác vào những cái máy bây giờ nó không có chuyện này đâu. Bây giờ nhiều con nó làm cái này ống này á, bằng nhôm ấy bác ạ, tản nhiệt bằng nhôm nó rẻ, bác nhìn chưa, tản nhiệt rất là tốt nhá. Chip nằm hết đây, đây là bộ nhớ CPU đấy, chip nằm đây đấy, nó chạy lên dẫn hết tản nhiệt lên trên này, nó trên nóc máy này này, nó thoát trên này, và đặc biệt nó hai con quạt ở đây để nó làm mát mát máy. Ok chưa, có nhìn máy bãi đẹp không, đẹp xuất sắc. Cái thứ nhất, cái lỗi mà bác nghe thỉnh thoảng máy đi, máy tính hoặc laptop không khởi động được, mà bác mặc dù là nhìn thấy nút nguồn nó nhấp nháy, thì bác chỉ cần đây, đây là có thanh RAM nhá, trên này có hai khe RAM, các bác có thể nâng RAM lên nữa cũng được. Hiện tại có hai khe RAM, con này đã 8 GB rồi nhé, con này đấy, con này 8 GB đấy, bác nhớ nhé, nhìn này, gạt hai đầu lẫy này ra nhá, này gạt hai lẫy ra này, gạt ra này, gạt ra cái đấy, nhìn chưa, nó sẽ bật thanh RAM lên, bác nhấc ra, các bác dùng nếu như thanh RAM nó không bị bẩn thì không sao, còn nếu mà thanh RAM bị bẩn bác dùng cái giấy thật nhẹ mỏng mềm bác lau nhẹ thôi nhá, lau nhẹ đừng để nó trượt, nó bong mất cái vẩy này, bong cái vẩy nhưng ít khi bong lắm, nói chung là bong bong được nó còn có tuyết, nhưng mà cứ phải nhắc nhẹ như thế, không nhiều bác lại lau mạnh quá đấy. Còn con RAM này đã 8 GB rồi, nói rồi đấy, sau đó bác lại đặt nhé, bác nhìn này, bác cắm này, nhìn có nó chống cắm ngược nhé, bác có cắm ngược lại này không bao giờ vào được, bởi vì cái khe này này nó không trùng ở đây, nên bác con này nó không thể lắp ngược được. Đấy, bác cắm này, bác nhớ nhé, cắm cho đều khít, nhìn chưa, nhìn chưa, cắm cho đều khít này, khít tay đó, khít chưa, xong ấn tay xuống này, ấn tay xuống thì tự hai cái ngoảm hai bên này nó sẽ kẹp vào đấy. Ngoài ra bác cần một thanh, bác cần nâng đời nữa thì thanh lấy mua một thanh RAM 8 GB nữa cắm lên đây, nhớ là chung cái đời bit bit này, bớt này của nó nhá, cắm vào đây khe này cắm được, là thành hai thanh RAM thì nó lên 16 GB, nhưng báo cáo bác là dùng không hết 16 GB đâu, nói thật đấy, 16 GB cắm đẫy làm gì, bác khi bác dùng nó chạy không hết thì nó lại nằm in ở đấy, có nghĩa là tại sao, có nghĩa là khi nào bác dùng bác cần một cái dữ liệu gì thật lớn thì nó bắt đầu RAM chứa nhiều RAM nó mới làm việc tiếp chứ không nó thừa.
Đấy, nên cũng không nhất thiết. Đây là RAM, chip và RAM, đây là bộ nhớ chính, đây là cái não này. Đây là não của máy. Đây là RAM, là bộ nhớ phụ, được chưa? Đấy. Ngoài ra thì cái phần này như hôm trước em bảo đây là bác nhìn đấy. Như hôm trước bác nhìn đây. Đây này. Có mấy cái cạc này. Đấy. Bác nhìn này. Đối với cái này, bác nhìn nhá. Đối với cái này, đây là cái cạc wifi. Cạc wifi. Cái cạc này nó báo cáo bác là nhìn thì nó đơn giản thôi. Nhưng các bác, người ta chỉ cần nhấc một cái thanh này đi thì các bác đã rẻ được gần 1 triệu rồi. Đấy. Cách đây khoảng độ 5 đến 7 ngày em có giới thiệu một clip mà có một bác so sánh là ô anh Tuấn ơi, bên này họ bán xong cuối cùng quay lại hỏi em là tại sao cái máy của em lại bắt được wifi mà của bác thì không bắt được đấy. Nó không có cái này này. Đấy. Đúng không? Được chưa? Bác nhìn máy chưa? Bác nhìn này, em nhìn này. Em Tuấn soi máy cho bác nhé. Xem nó xứng đáng đồng tiền không nhé. Nó mới tinh luôn. Được chưa? 5 triệu 9. Nhé, 5 triệu cho bác nhìn này. Máy đẹp không? Máy quá đẹp luôn này. Phải nói là đẹp xuất sắc cho bác luôn nhé. Đẹp như mới luôn. Em móc này cho bác yên tâm. Được chưa? Đẹp như mới luôn ạ. Bác nhìn chưa? Những chiếc máy tính như này các bác mua thì yên tâm đi. Chạy dòng HP này nồi đồng cối đá lắm. Riêng những dòng bình dân như này HP này, Dell. HP và Dell rất là nồi đồng cối đá. Đây loa của nó bác nhìn chưa? Con này chạy hai con loa đây nhá. Hai loa hai bên này. Ok chưa? Đấy. Được chưa? Xứng đáng 5 triệu 9 cho bác không ạ? Quá xứng đáng với 5 triệu 9 cho bác luôn. Bác nhìn đẹp chưa? Phê luôn cho bác. Đấy. Thì bây giờ khi lắp lại, khi lắp thì các bác chỉ cần lắp ngược lại như vậy thôi. Lẽ ra không cần lắp đâu, chung em cứ lắp nốt cho bác nhìn nhé. Nó rất đơn giản, bác nhìn này. Khi bác tháo ra như nào thì bác lại lắp vào y như thế. Lại đây, đặt đúng cái lẫy này vào đây. Ok chưa? Khi tháo ra như nào bây giờ mình làm ngược lại y như vậy. Đấy, đấy. Đấy, lại khóa xong. Rất là nhanh bởi vì là hàng này. Làm hàng này, nó gọn bác ạ. Đồng bộ đấy, bạn đấy bạn. Thế là xong. Xong bác nhá. Rồi em Tuấn chào các bác.